Hiếu Minh Alo xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu thương trên biển Tổ quốc nhá. Thì hôm nay trong cái video này em xin giới thiệu được các bác và tất cả mọi người một mẫu lưng tiếng mà hiện tại kênh em có thể nói là đây là mẫu lưng tiếng của khai sinh đầu tiên mà bên kênh em bán ra. Đó là DBX EX3000 và đó bản trước đó thì bản đây bản mới nhất mà em cập nhật cuối năm 2018 đó là bản EX3000 Blue. Thì đối với sản phẩm lưng tiếng này thì với giá thành hiện tại là cực kỳ mềm, phù hợp cho các bác, có thể ai cũng có thể mua được, của các bác ai cũng mua được, và chất âm rất là hay, chất âm rất hay. Và đây là sản phẩm lưng tiếng sản xuất tại Trung Quốc bác nhé, sản xuất lưng tiếng tại Trung Quốc. Đấy, Trung Quốc và lắp ráp tại Trung Quốc. Thì như các bác biết thì đối với sản phẩm lâu lắm rồi, kênh em mới quảng bá đến sản phẩm lưng tiếng DBX EX3000 Bluetooth này. Em đã đơn các bác đến gần một tháng nay vì lý do là lúc sát Tết là do biên hàng không về kịp, cũng như là lần này biên tắc thì hôm nay hàng em mới về. Em về số lượng rất là nhiều, thì cũng xin thông báo trên kênh cũng như là sẽ trả đơn một số bác. Thì, với thiết kế là hai kênh channel 1, channel 2, hai vế bác nhé, hai vế. Thì với mỗi một vế nó sẽ 4 nút tinh chỉnh, nghĩa là 4 chiếc áp, gồm chiếc áp chỉnh của bát, trung, tune, thể loại nhạc, class, bop và chép hay mix đấy. Nghe đối với sản phẩm lưng tiếng như các bác biết thì là có tác dụng gì, là các bác đấu ở đây là bác thể là lấy lại như là giải lời cũng giải nhạc, còn yếu tiếng trực sáng thì bác có thể là bổ sung lưng tiếng để cho lưng tiếng ca tiếng nhạc cao và sáng hơn. Và với bên này tương ứng với 4 nút đây, các bác nhìn 4 nút bên kênh 2 tương ứng với 4 nút kênh 1, gồm đây như ở đây thì sẽ gồm hai nút nút khuếch đại hai nhánh như hai kênh và nút khuếch đại tổng, khuếch đại qua và không qua lưng các bác nhé, qua không qua lưng là in out, ghi rõ ràng rồi, và ấn vào là in là qua lưng, như khuếch đại lên là giải bát trung chép. Thì đối với sản phẩm lưng tiếng DBX EX3000 Blue này thì cũng không quá xa lạ đối với bản thân kênh của em quảng bá, cũng như em thấy trên thị trường cũng có rất nhiều kênh cũng như anh em trong giới đô cũng như được nhiều rất nhiều các bác săn đón đối với sản phẩm lưng tiếng này. Thì đây là sản phẩm lưng tiếng bán trong thời gian rất là dài rồi, phải đến một năm rưỡi qua, thời gian rất là dài và được các bác yêu âm thanh đánh giá rất là cao, đánh giá cao cũng như là với giá thành cũng rất là hợp lý đối với một sản phẩm sản xuất ở Trung Quốc. Vì nếu biết sản xuất bên Trung Quốc thì nó công xưởng của thế giới về sản xuất đồ điện tử, nên là những đồ thiết bị và họ sản xuất thì với giá thành cũng cực kỳ mềm và chất lượng thì rất là bền. Thì đối với sản phẩm này thì là sản phẩm mới tinh, full box hộp, được bên Hiếu Minh bảo hành 1 năm. Tuy là sản phẩm mới nhưng bên em dù sản phẩm nào mới thì em về em tháo ra, nhà tháo hộp ra và em bắt đầu test kỹ càng trước khi là xuất đến tay các bác, chuyển bưu điện hay là bỏ mang ra cửa hàng để bán cho các bác. Thì đây em sẽ quay phía sau. Thì trước đó thì là bản DBX EX3000 ngàn bác nhé. Thì đây bản nhà em về là bản DBX EX3000 Blue, nghe bản mới nhất mà em cập nhật cuối năm 2018 bác nhé, và đầu 2019. Thì đối với những sản phẩm của bên Hiếu Minh đều có dán tem QC, nghe kiểm định trước khi xuất xưởng. Và tín hiệu đầu vào thì như bác biết thì sẽ gồm 4 đường vào input đây, với hai đường 6 ly này, hai đường ca lông đực này và đường ra. Đường ra thì gồm 4 đường, hai đường 6 ly output nhá. Và hai đường ca lông cái. Rắc cắm nguồn. Thì đối với sản phẩm lưng tiếng này thì với 4 đường ra thì phù hợp cho bác có thể tách ra hai đường đẩy riêng cũng được. Hai đường đẩy riêng, hoặc nhà bác nào có đang có sử dụng âm ly yếu mà bác mua thêm cục đẩy nhỏ nhỏ thôi, đẩy nhỏ nhỏ để gọi là chơi hai cặp loa thì bác có tách hai đường đây ra, vừa sử dụng trên âm ly vừa sử dụng trên đẩy. Đấy, rất là tiện lợi. Thì trong video này em xin thông báo hàng về, vì hiện tại là cái đối sản phẩm lưng tiếng cũng lâu rồi em không up lên, vì là lý do là do hàng về muộn. Hàng về muộn, không về kịp, mua em đang lỡ đơn một số bác. Thì trong video này em sẽ quay lên cũng quảng bá sản phẩm cũng như các bác là biết có thể liên hệ đến trực tiếp Hiếu Minh, và hôm nay em xin trả lỡ đơn một số bác. Thì các bác nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0919182233 hoặc số Viettel là 0389840238 để em tư vấn và lên đơn ship code CD bác nhé.
hoặc các bác có đến tất cả anh em số 451 phố Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để nhân viên hướng dẫn và tư vấn. Và các bác nào muốn tìm hiểu về tất cả những sản phẩm lương tiếng cũng như các sản phẩm mặt hàng bên cửa hàng em thì có thể truy cập hai website là hiếuminhauto.vn hoặc điện tử hiếuminh.com. Hai website để bác tham khảo những sản phẩm cũng như giá cả trên website nhà em, với những sản phẩm cực kỳ chất lượng, hậu mãi tốt và giá thành cũng cực kỳ hợp lý. Đấy. Và em xin phép dừng video tại đây và cũng cảm ơn các bạn đã xem cũng như ủng hộ video của Hiếu Minh. Xin thân ái chào tạm biệt cả bác ạ. Và giá em sử dụng thanh đề giá thì em nghĩ là cực kỳ hợp lý với thời điểm hiện tại, vì đợt này em nhập về rất nhiều hàng. Xin thân ái chào tạm biệt các bác ạ.